vị, bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị trở lại chương trình hôm nay. Lúc nào cũng vậy, trong ký ức thì nó có những cái điều mà không thể nào quên được. Cho nên mỗi khi Niên trưởng Phạm Bá Khoa đề cập đến, những ngày trong tù, đến những người đồng đội hay là những người vợ lính thì Niên trưởng cũng không tránh khỏi những xúc động. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn nói về chân dung của người vợ lính trong chương trình Chuyện Ngày Tháng Cổ với Niên trưởng Phạm Bá Khoa. Bây giờ chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Dạ, thưa quý vị, ở phần cuối của cái bài chân dung người vợ lính thì tôi biết phải nói thêm được chút là cái bài chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng như là bài chân dung người vợ lính Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi viết vào năm 2008. Vì sao đến năm 2010 thì chúng tôi cũng có hoàn chỉnh lại một chút ở trong đó. Thì ở cái phần cuối tôi viết như vậy, chúng ta cùng vinh danh những bà vợ của chúng ta. Đó là những người đàn bà cao cả, rất xứng đáng được kính trọng. Bởi vì trong hoàn cảnh nghiệt ngã của chế độ độc tài cộng sản, nhưng đã đứng vững trong phẩm giá người vợ miền Nam, cùng lúc chu toàn thiên chức làm mẹ và bổn phận làm con. Vinh danh như thế nào? Tôi nghĩ rằng vinh danh bằng những tiếng nói ân tình bên tai vợ, trao tặng vợ một bông hồng thật đẹp, hôn vợ những nụ hôn thật dài. Điều đó luôn nhắc nhở người chồng trong cuộc sống thường ngày phải cảm thông với vợ mình nhiều hơn, rồi quàng tay vào lưng của vợ mình để cùng nhau đi suốt chiều dài trong cuộc sống lứa đôi thật mặn nồng, như chưa bao giờ mặn nồng đến như vậy. Trường hợp vì lý do gì đó mà bạn đang sống một mình, xin bạn hãy gắn cái bông hồng ở lên một cái nào đó để mà khi bạn nằm xuống bạn vẫn nhìn thấy được cái bông hồng đó, để đến khi đoàn tụ với vợ mình trong cái hoàn cảnh nào đó thì để tặng vợ. Hoặc là cái sự trông thấy đó sẽ giúp bạn có được những giây phút sống lại những năm tháng mặn nồng trong tình yêu vợ chồng, thuở chung chăn chung gối, thuở dùng chung một tên. Đó là hết cái bài viết, thưa quý vị. Tôi muốn trình bày thêm ở chỗ này riêng về cái phần của tôi đó. Thì tôi có viết một cái bài thơ khá dài. Nhưng cái bài thơ này khi tôi viết, quý vị, tôi không biết tôi phải đi đặt tên ra như thế nào. Ở đó tôi mô tả cái cuộc sống là từ cái ngày 14 tháng 6 năm 1975, lúc 12 giờ trưa, ăn một bữa cơm rất là đơn giản rồi xong rồi chia tay vợ và con để mình đi. Cho đến ngày 9 tháng 9 của năm 1987 thì tôi về đến nhà. Và tôi viết cái bài này mà tôi không biết phải đề tựa làm sao. Thì cái lúc đó thế này, lúc ở trong tù ở cái trại Nam Hà đó, vào năm 1985 có một anh bạn tôi, anh đi ra thăm vợ. Mà nói như thế này, khi về anh thuật lại đó, anh nói rằng tôi ra tôi không thấy vợ tôi đâu hết. Rồi cái con nhỏ cán bộ đó, nó hỏi chứ tại sao anh không nói chuyện gì với vợ anh. Tôi nói vợ tôi đâu? Nó nói vợ anh đó. Thưa quý vị, nó đau lắm quý vị. Bởi vì người vợ đó trong bao nhiêu năm lo cho chồng, lo cho con, trở lên một người gầy gò, ốm yếu, còn trong không ánh đến mức mà anh không còn nhìn ra được vợ của anh nữa. Thưa quý vị, anh về anh kể chuyện lại. Rồi anh nói này, anh nói một cái câu mà anh thấy cả cuộc đời của anh là anh hối hận vô cùng. Sao mà em ốm yếu quá vậy? Cái đó cũng như là một cái chuyện làm cho chị khóc. Mà thật tình ảnh tôi chỉ là vô tình thôi. Nhưng mà trời ơi, tôi hối hận quá. Thưa quý vị, từ cái chỗ đó tôi mới mượn cái lời đó, từ cái ý đó tôi để đặt cho cái bài thơ của tôi là dù thế nào anh vẫn nhận ra em. Tôi muốn nói là trong hoàn cảnh vợ tôi sơ sát như thế nào đi nữa, tôi vẫn nhận ra được. Và cuối cùng của bài thơ, cái bài thơ dài đó, nó như thế này, thưa quý vị. Tại vì tôi ở tù là hơn 12 năm, thì tôi nói, em, 12 năm qua, em đã lớn biết bao, lớn bởi cách nhìn, lớn do cách nghĩ, lớn về tầm cao nghị lực, và em lớn về chiều sâu tâm hồn. Ôi nỗi cô đơn những năm dài cách biệt, tình yêu chồng em đông bằng nước mắt, tình thương con em nhỏ lệ cánh thư dài. Giờ đây một vòng tay hai nụ hôn đoàn tụ,
nói gì đây? Anh biết nói gì đây? Anh chỉ nói được rằng, dù thế nào anh vẫn nhận ra em, bởi em có một tình yêu đầy đặn với chồng, bởi em có một tình quyến thuộc họ hàng, và bởi em có một tình người với bạn. Dù thế nào anh vẫn nhận ra em, bởi em là nửa phần hơi thở của hồn anh, bởi em là nửa phần con tim anh đang nhịp, và bởi em là nửa phần cuộc sống của riêng anh. Dù thế nào anh vẫn nhận ra em bởi em là người vợ, người yêu, người bạn đời mãi mãi của anh. Dù thế nào anh vẫn nhận ra em để hôn em với những nụ hôn dài, và hôn em với những nụ hôn dài. Đó là phần hết cái bài thơ. Thú vị, tôi kể một chút lại về chuyện bà Hàng Phụng Hà. Bà kể chuyện ở trong cái quyển Giữa Dòng Nghịch Lũ, tác giả là Duy Năng. Tôi sang đây được ngày 5 tháng 4 1991. Thì tháng 6, giữa tháng 6 của năm đó, tức là 2 tháng sau đó, có người bạn Mikali giúp đỡ tôi bằng cách là mời tôi sang đó để làm việc. Thì tôi sang đó, tôi gặp lại anh cựu đại tá Hoàng Ngọc Tiêu, tức là nhà thơ Cao Tiêu. Anh mới cho tôi cái quyển sách này, cái quyển sách Giữa Dòng Nghịch Lũ. Thì anh Duy Năng thì anh đề tặng ảnh, nhưng mà ảnh nói rằng ảnh thì đi qua trước, mà ảnh muốn tặng cái đó lại cho tôi, vì nghĩa là nó có những cái nội dung đó nó lại nằm ở trong của những người bạn còn ở lại ở trong tù. Thưa quý vị, bà viết từ đầu đến cuối của cái cuốn này, anh Duy Năng anh chỉ có cái vấn đề mà chỉ gửi đi in để bán thôi, và để tên của ảnh, bà Hàng Phụng Hà không muốn để tên của bà. Và sau khi bà tặng cái cuốn sách này cho anh Duy Năng thì ảnh bà tháng sau đó bà vào trong chùa bà tu. Mà bà bị, tại vì chồng của bà trước khi về ra khỏi trại tù thì chết ở trong tù. Cái đau của bà ở cái chỗ đó, bà mô tả, bà dựng lại hết những cái hình ảnh, những cái sự suy nghĩ của bà trong cái quyển đó, mà muốn rằng là anh Duy Năng để tên tác giả của cái quyển sách này để mà đưa ra. Chỉ bà cần một cái câu chót để chữ có chữ Hàng Phụng Hà mà tôi vừa đọc với quý vị đó. Thưa quý vị. Cảm ơn Niên Trưởng rất nhiều. Kính thưa quý vị, qua lời trình bày của Niên Trưởng Phạm Bá Khoa thì chúng ta có thể nói là người phụ nữ Việt Nam bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng là những người đặc biệt hơn các người phụ nữ ở các nước khác. Và trong suốt cuộc chiến Việt Nam thì quý vị cũng thấy đã có rất nhiều tài liệu nói về người phụ nữ Việt Nam. Những tài liệu mà Niên Trưởng Phạm Bá Khoa vừa trình bày, tức là trong cái giai đoạn sau khi mà các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa của chúng ta đang bị ở trong trại tù Cộng sản. Và ngoài ra thì có những cái tài liệu mà nói đến người phụ nữ. Thứ nhất là có chồng là địa phương quân, nghĩa quân, đã cùng chồng tác chiến và tử chiến trong những cái đợt tấn công của Việt Cộng. Kính thưa quý vị, trong chương trình Chuyện Trong Ngày, thì qua những phần trình bày và những tài liệu mà Niên Trưởng Phạm Bá Khoa gửi đến, hoặc là những cái tài liệu mà chúng ta được đọc về cuộc chiến Việt Nam, lúc nào cũng để lại trong lòng chúng ta những giọt nước mắt âm thầm không bao giờ dứt. Kính thưa quý vị, đến đây thì Chuyện Trong Ngày chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Dạ, tôi Phạm Bá Khoa xin kính chào quý vị. Xin quý vị thông cảm với chúng tôi khi mà muốn dựng lại cái chân dung của người lính, cũng như là chân dung người vợ lính. Tại vì tôi sống trong quân đội 21 năm, thì nhìn rất là nhiều cái cảnh với nhau. Và cho nên là hãy khi mà nói tới thì dễ gây sự xúc động. Xin quý vị thông cảm với tôi. Xin kính chào quý vị và hẹn với quý vị kỳ tới. Ai trở về xứ Việt nhắn dùng ta, người ấy ở trong tù. Nghe đâu đây vang giọng hờn dến xiết dài lắm không đằng đằng mấy năm.